Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Trang Hormone. Các bạn cũng biết cái đợt Black Friday vừa rồi á, ở Hàn Quốc sale rất là nhiều. Và mình cũng đã nhân cơ hội đó, mình sắm được rất là nhiều đồ. Và qua vlog ngày hôm nay á, mình sẽ unbox cho các bạn xem trong đây có những cái gì nha. Và giá nó rất rất là rẻ như thế nào luôn. Nhưng mà trước khi bắt đầu vlog ngày hôm nay á, mình có đôi lời muốn chia sẻ với mọi người. Thành phố Seoul đang vừa có một cái event rất là hấp dẫn cho các bạn. Cái cách tham gia cũng cực kỳ đơn giản thôi. Thứ nhất á, các bạn chỉ cần xem cái video 15 giây ở dưới này, mình sẽ để link ở phía dưới. Và cái việc á, mà bạn phải thực hiện đó chính là lồng tiếng thiệt là hay, thiệt là hấp dẫn và thiệt là sáng tạo cho cái MV khoảng 15 giây này nha. Sau đó các bạn chỉ cần up lên Insta hoặc là lên Facebook. Và các bạn nhớ là phải có hashtag như dưới này, mình sẽ để cho các bạn xem nhé. Và sau khi các bạn up xong rồi đấy, sau đó các bạn nhớ là copy cái đường link của Insta hoặc là Facebook mà cái video các bạn vừa post lên á, kèm với ID vào cái vlog của chị Trang Makeup. Mình sẽ để đường link ở phía dưới này. Đây là một cái chương trình của thành phố Seoul á, kết hợp với chị Trang Makeup và những cái YouTuber nổi tiếng ở Việt Nam để quảng bá cho hình ảnh của Seoul. Nếu clip lồng tiếng của bạn hay và sáng tạo nhất á, clip của bạn sẽ được chiếu trên CGV ở Việt Nam. Đương nhiên là cũng sẽ có những phần quà rất là hấp dẫn cho các bạn rồi. Đặc biệt là các bạn sẽ được 50 cặp vé xem phim ở CGV Việt Nam các bạn nhé. Và nếu các bạn đang tò mò là không biết phải lồng tiếng như thế nào hả ta, đơn giản thôi, mình sẽ lồng tiếng cho các bạn nghe thử đây nha. Hỡi những tín đồ yêu thích Chụp Ảnh, nếu là muốn xem những nơi chụp ảnh sống ảo nổi tiếng nhất ở Seoul này, hãy cùng nhau xem full hết MV này nha. Mình sẽ để link ở phía dưới. I Saw You. Nếu các bạn tò mò không biết cái MV này hay đến như thế nào nữa thì các bạn có thể xem ở cái đường link mình để phía dưới cho các bạn cùng xem. Và các bạn nhớ nha, cái chương trình này sẽ diễn ra cho đến ngày 29 tháng 11 thôi. Nên mình hy vọng sẽ được nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Và chúc mọi người nhận được thiệt thiệt là nhiều quà từ CGV cũng như là thành phố Seoul luôn nha. Ok. Thì mình không giấu gì, mình cũng là một fan của chị Ngọc Trinh trong cái việc mà chị ấy hay làm những cái MV unbox nhìn rất là hay. Cái sự khác biệt của chị Ngọc Trinh đó chính là chị Ngọc Trinh unbox những cái đắt tiền cao cấp không, còn mình thì sinh viên nghèo mà không có tiền, cho nên là mình mua những cái hàng bình dân, mà hàng bình dân mà còn giá sale giá rẻ nó chứ trời đất ơi, bận cùng lắm luôn rồi đó. Nhưng mà cái này có nhiều cái hay, cho nên là mình muốn chia sẻ cho mọi người nhiều cái rất là thú vị vào những cái đợt sale ở Hàn Quốc nha. Cái áo này nó khá là bé, áo này còn được tôi mặc đâu. Tôi không có mặc vừa cái áo như thế này. Thiệt ra là cái áo này là áo dành cho con Sico. Con Sico đó các mọi người. Tại vì năm ngoái á, vào mùa đông mình thấy cái áo này bán từ năm ngoái rồi. Và cái áo nó rất là đẹp. Các bạn cũng biết rồi đó, ở Hàn Quốc á, những cái mà đồ áo quần này nọ đấy, trong năm nay thì nó mới ra mắt ấy, thì nó sẽ không có sale. Và nó sẽ chờ sang năm sau nó sẽ sale cho các bạn. Thì mình thấy nó vừa mới sale 30%, là khoảng 30.000 won thì phải. 30.000 won. Nó sale còn có 20.000 won. Chạy ra mua trong Sico liền luôn. Và khoảng vài ngày sau mình ra nó xem lại thì nó sale còn 15.000 won, nó sale nửa cái giá luôn các bạn. Thấy tức không? Ở Hàn Quốc các bạn phải nhẫn nại một chút xíu, các bạn chờ cái nó giảm giá mà giảm còn dưới đáy luôn á thì các bạn hãy mua. Còn cái này thì mua cái lúc này thì hơi bị tiếc. Nhưng mà bây giờ mình sẽ kêu người mẫu tới để mặc thử cái áo này cho các bạn xem nha. Đây, người mẫu của chúng ta đã tới rồi. Dạo này Sico, bé Sico của chúng ta. Sico, Sico, chào cô chú đi con. Sico, cô chú đi nè. Thì Sico của chúng ta từ một bé chó rất là thon gọn và nhỏ nhắn xinh xắn thì Sico đã thành bé heo rồi. Bé heo đây không phải chị Minh Hằng đâu nha. Hey. Sico có thùng rất rất cái thùng bây giờ có. Để mình mặc cái áo cho Sico. Áo này á, nhìn nó rất là sang chảnh các bạn, nhìn rất quý tộc như con nhà giàu vậy đó. Mình chủ thì nghèo rồi, bần rồi, cho nên là con của chủ là phải ăn mặc sao cho nó giống nhà giàu tí xíu cho nó sang lên, đúng không con? Dạo này Sico bớt cắn rồi mọi người ơi, chứ hồi bé nó cắn dữ quá, chắc tại vì ngứa răng á. Đấy các bạn nhìn nè, Sico đây nè con. Ây da, ây da, chào cô chú đi. Đây nè, để mình ẩm cho các bạn xem, thấy không, đẹp trai không, siêu đẹp trai luôn các bạn ơi. Nhìn dữ không? Tại vì bây giờ ở Hàn Quốc các bạn ơi đang rất rất là lạnh, cho nên nó là phải mặc áo ấm cho thẳng cho con cún cũng phải mặc áo ấm là biết cỡ nào, nó lạnh cỡ nào mọi người đó. Mà nói chung cái áo này thì cũng tiếc nuối chút xíu thôi, nhưng mà thật sự thì áo này khá là đẹp. Ok, Sico đi xuống đi con. Mình sẽ qua một cái khác đi. Cái này, cái túi này nhìn rất là đẹp các bạn ha. Cái này là cái hãng gọi là Henos Edwin. Edwin cái hãng này lần trước mình cũng đã mua một cái áo khoác của nó rồi, khá là ok. Và cái hãng này chuyên về những cái đồ thể thao thời trang ấy.
Đây, mình sẽ mở cho mình xếp áo này. Đấy. Áo là chỉ là giống như một cái áo mà man to man bình thường thôi, nhưng mà cái thích mình thích của nó là cái tay này các bạn ơi. Cái đường sọc này chạy xuống đây xong rồi cái tay nó sẽ có một cái dòng chữ tên là chữ này không biết chữ gì hết, không phải tiếng Anh đâu, chắc là ký tự ghi cho nó sang chảnh vậy thôi á. Thấy hai bên tay nó rất là dễ thương như vậy cho nên là mình đã mua cái áo này. Bây giờ mình sẽ mặc thử cho các bạn xem nha. Đây, cha cha, đây là cái áo sau khi mình mặc xong. Nó khá là đẹp các bạn, nhìn nó rất là nam tính. Nhìn rất là đàn ông luôn các bạn ơi, và cái kiểu rất là hay ho các bạn, nhìn cái tay đó nè. Hay không? Nhìn nó rất là hay đúng không các bạn? Đấy. Nói chung là nhìn cũng khá là đơn giản. Áo này nó cũng khá dày cho nên là nó có thể giữ ấm cho các bạn vào mấy mùa đông được. Nhưng mà một cái áo này không có giữ được rồi, đương nhiên mình sẽ có nhiều cái áo khoác nữa. Tí nữa mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đấy thì cái áo này á, mình coi cái giá nó bao nhiêu ta? Khoảng 70.000 won, 70.000 won tính ra tiền Việt Nam là khoảng 1.400.000 á cho một cái áo này. Nhưng mà đương nhiên mình không có tiền mình mua cái áo 1.400.000 như thế này rồi. Nên là mình đã mua giá sale đó là còn khoảng 15.000 won, là khoảng 300.000 Việt Nam cho một cái áo như thế này. Khá là đẹp các bạn ơi, và chất lượng vải nó cũng rất rất là xịn luôn. Đấy, bây giờ mình mặc cái áo này luôn để mình review tiếp mấy cái khác cho các bạn xem nha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có hai cái hộp ta đùng đùng này mở trước đi. Thì đây là hai cái hộp của Folder. Folder là một cái hãng ở Hàn Quốc mà chuyên bán rất nhiều các loại giày từ nhiều cái hãng như là Adidas, Nike nè, hoặc là Fila, hoặc là rất rất nhiều hãng khác luôn. Và quan trọng là cái đợt vừa rồi á, Folder này nó giảm giá siêu mạnh luôn các bạn, nó giảm giá 70-80% luôn. Mà Adidas, đồ Nike đồ nó giảm quá chừng luôn. Nhưng mà tiếc cho mình một cái là mình canh hai cái ngày chờ mình thức dậy sớm các bạn, để mình đặt báo thức, để mình mua cái đôi giày, một đôi của Nike, một đôi của Adidas. Mà nó thiệt nha, mỗi lần nó bán như vậy, nó bán khoảng 50 đô thôi các bạn. Mình bấm rất là nhanh luôn các bạn, bấm liên tục luôn á, để mà vào mà không có vào được. Trời, 50 đô ra đi trong vòng đúng 1 phút đồng hồ thôi. Thế là mình không mua kịp mấy đôi Adidas xịn rồi. Nhưng mà trong đây thì có, mình đã cũng hên là mình mua được hai cái khác. Và hai cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng xem luôn nha. À, đầu tiên bên này là cái áo. Đây là một cái áo hoodie. Một cái áo hoodie cũng khá là dễ thương. Nhưng mà cái này mình cũng rất là tức các bạn ơi. Tại vì cái lần mà mình đặt á, mình đặt size M. Mặc đặt size M đùng cái size M hết trơn luôn các bạn ơi, nó bấm nhanh lắm các bạn. Còn đúng size L với size XL này nọ hay sao á, mà chỉ có khoảng 30 cái áo như vậy thôi. Cho nên là mình bất đắc dĩ mình mặc mua L. Nhưng mà nhìn cái tình hình như vậy á, là mình không có mặc được cái L này rồi các bạn. Tại vì mình sẽ mặc cho các bạn xem nè. Các bạn biết không, ở Hàn Quốc á, tại vì người Hàn Quốc người ta rất là bự co và người ta cũng khá là cao, cho nên là mấy đứa mà hơi lùn như mình và hơi ốm như mình mặc đồ rất là khó các bạn ơi. Đây là size L này các bạn. Các bạn thấy không, mình khoác lên trên đây rồi các bạn thấy nó, ôi cũng khá đẹp đúng không các bạn. Nửa đây thôi, nhìn cũng đẹp này các bạn. Nhưng mà kéo xuống, trời ơi, nó dài thòn lòn. Nó dài thòn lòn luôn các bạn ơi, nó dài mà kiểu như là như cái váy luôn các bạn. Cho nên là mặt nó rất là kỳ cục. Mặc dù là cái cổ nó cũng khá là đẹp, cho nên là cái áo này mình rất là tiếc. Tay nó cũng khá là vừa rồi, nhưng mà chắc là cái áo này phải đi cho một anh trai Hàn Quốc nào rồi chứ mình mặc không có được. Thì cái áo này là một cái hãng cũng nghe nó cũng khá là nổi tiếng ở Mỹ hay gì đó, Fruit of the Loom. Cái hãng mà có trái cây quá trời trái cây luôn nè các bạn ơi. Và cái áo này có giá khoảng là 42.000 won, là khoảng 850 á, 850 cho một cái áo này. Nhưng mà mình thích cái áo này, mặc dù nó không có vừa nhưng mà mình cũng không có tiếc lắm. Tại vì cái áo này nó sale từ 42.000 won á, nó giảm còn có 5.000 won, là khoảng 100.000 Việt Nam. Quá là rẻ đâu đúng không các bạn. Cho nên đó là nếu mà không vừa thì thôi đi cho người khác vậy chứ, chả có việc gì phải tiếc nuối hết á. Nhưng có một cái mình còn tiếc hơn á, chính là cái này. Trời ơi, cực khổ lắm á mới mua mình được một đôi giày đó các bạn ơi. Và các bạn có biết cái hãng này không? Nếu các bạn ở Việt Nam á thì các bạn cũng nhiều bạn sẽ biết. Còn nhiều bạn không biết thì mình cũng chịu thôi. Đây là của Dr. Martin. Dr. Martin là một cái hãng mà chuyên bán loại giày da mà cao cấp gì cho xịn đó các bạn. Siêu mắc luôn các bạn ơi. Những cái đôi giày ở đây thường nó khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu mấy trở lên đó các bạn. Và mình đã canh cái này. Mặc dù nó có sale rồi nhưng mà nó sale cũng không có nhiều lắm đâu các bạn ơi, nó sale khoảng 30% ha. Nên là mình đã sắm được một đôi, tại vì á đối với những bạn trai tụi mình á
Ngoài giày thể thao ra, tụi mình nên có một đôi giày tay để mà mặc những cái trường hợp mình mặc những cái đồng phục hoặc là những cái đồ vest đồ này nọ đi những cái lễ trang trọng á, thì mình nên có một đôi giày tay cho mình cho nó sang. Nghe thấy review trên mạng là cái đôi giày này nó size nó khá là bự, cho nên mặc dù là size chân của mình rất là bé các bạn, size của mình là khoảng 38,5 mà mình mua cái size 38 luôn rồi đó các bạn ơi. Đây cái size 38 này các bạn ơi. Qua wow, trước khi mà nói cái chuyện đó thì các bạn xem giày rất là xịn, các bạn nhìn vào đắt tiền lắm. Không phải là mùi giày đâu mà này, cái này là mùi tiền đó các bạn, mùi tiền đó các bạn ơi. Và nhìn các bạn ơi, nó sang chảnh lắm các bạn ơi, nhìn nó xịn sò hơn hẳn là mấy cái đôi fila mà mình hay xài luôn á các bạn. Và cái da nó đúng chất là da mà da xịn luôn các bạn, rờ rất là đã. Nhưng mà có một cái tiếc của cái giày này, mặc dù á cái size của nó mình đặt là size 240 là size 38 vậy mà không có vừa. Trời đất ơi, bây giờ muốn thử cho các bạn lắm mà đưa cái chân vậy cho các bạn xem thì các bạn cũng không thấy rõ đâu, chừng bé tít tèo teo luôn các bạn ơi. Mà nó như được cả một khúc như vậy nè, rất là tiếc luôn. Và thường ở Hàn Quốc á thì nếu mà các bạn mua size nó bị lớn hơn hoặc là nhỏ hơn mà trong lúc mà người ta đang sale á thì các bạn sẽ không được đổi trả đâu, cho nên là cái giày mình cũng không biết phải làm sao hết á. Nhưng mà không sao, ngoài cái đó ra thì mình còn nhiều cái vui hơn nữa. Và đây là hai cái cuối cùng của mình nhìn ngày hôm nay. Thứ nhất, các bạn sẽ thấy đây là cái bịch spa đúng không? Các bạn nghĩ là ô ông đã mua đồ spa rồi, đồ spa rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà không, các đồng chí ạ, khi mà các bạn đồng chí đến Hàn Quốc có hạn chế mua đồ spa nhé các bạn. Đồ spa á, giá bình thường của nó khá là rẻ bình dân, nhưng mà chất lượng, thực sự chất lượng của spa nó rất là dỗm. Mình đã mặc được rất nhiều đồ spa rồi, và đồ spa á kiểu như là các bạn chỉ mặc được 1 năm hoặc 2 năm là cùng, còn qua những cái năm tiếp theo chất lượng nó sẽ giảm, nói chung là các bạn không được mặc được lâu được đâu. Nên là đừng có mua hạn chế đồ xì bao, mặc dù đồ xì bao ở Việt Nam được người ta tân bóc dữ lắm tại vì giá nó rẻ, nên Việt Nam bán thì nó lời nhiều hơn. Nhưng mình thấy là mình không thích mặc đồ xì bao nha các bạn nha, tại vì cái chất lượng nó không được tốt. Và đây là cái áo mình không mua ở xì bao, tại vì cái áo, cái vịt của cái áo này á mình vứt đâu mất tiêu rồi, cho nên là mình không có biết nữa, cho nên mình lấy cái vịt xì bao ra nên là mình xài. Nói vậy mình cũng mua xì bao mới có cái vịt này chứ ta. À không, tại vì xì bao nó có lần giảm giá cái áo, áo sơ mi 30 mấy nghìn won giảm còn 10 nghìn won, cho nên là mình mới mua cái áo đó. Chứ đồ xì bao mà không có giảm giá để giá gốc á, xin thề tôi không mua đồ xì bao đâu các bạn ạ. Đây là một cái áo của một cái hãng mà khá là dễ thương các bạn. Hãng này tên là gì ta? Hãng tên là Dragon Bogen. Tiếng gì không biết nhưng mà phải kể đi. Và cái áo này á các bạn, nó cũng là một hot cái trend của Hàn Quốc, kiểu như là áo này mỗi người nên có một cái áo khi mà các bạn đến Hàn Quốc. Mặc dù cái áo này nó không có thể nào giữ ấm nhiều như cái áo bedding mà các bạn hay xài được, nhưng mà cái áo này nó cũng có thể giữ ấm cái độ bình thường khoảng 10 mấy độ thì các bạn vẫn có thể mặc cái áo này được. Và cái áo này, cái hay của nó chính là cái lớp lông ở ngoài nhìn nó rất là sang chảnh, phong cách rất là Hàn Quốc luôn các bạn ơi. Giá của nó là 60.000 won, nhưng mà lúc mà mình mua, đương nhiên mình đâu có điên mình mua giá gốc, mình 60.000 won là khoảng 1.2 triệu Việt Nam đâu. Lúc nó sale còn có 20.000 won á là khoảng 400.000 Việt Nam á, mình mới sắm một cái để về mà mặc. Thì bây giờ mình sẽ mặc thử cho các bạn xem cái áo này nhìn nó như thế nào. Đấy các bạn, áo này mặc vào á, đặc biệt là thiết kế của cái cổ này nó dựng đứng lên như thế này nè, cho nên là khi mà các bạn vào mùa đông á, các bạn sẽ không thấy gió lùa vào cổ, cho nên là các bạn sẽ thấy ấm hơn một chút xíu nữa. Nhưng mà các bạn cũng thêm bẻ ra cũng được, không sao. Và quan trọng là kiểu áo nó nhìn nó cũng khá là hay, hay lắm các bạn, hay ho. Và nhìn nó rất là đàn ông các bạn ơi, nhìn mặc vào manly hẳn ra luôn ấy. Nhưng mà rất tiếc của cái áo này á, là nếu các bạn mua cái màu mà màu nâu nâu á, hoặc là mua cái màu mà màu nu nu như thế này nè, màu lông chuột á, hoặc là màu trắng á cũng được, nó đẹp hơn là cái màu đen như thế này. Chắc tại vì màu đen này nó xấu quá cho nên là nó mới giảm giá nhiều như vậy đấy. Nhưng mà nói chung á, cái áo này thì giá bình thường nó cũng khá là rẻ rồi, nên là nếu các bạn có cơ hội thì các bạn nên mua một cái áo như thế này để các bạn mặc nha. Thì có một cái mình muốn khoe với các bạn nhiều hơn chính là cái áo này. Đây là cái áo mà mình rất là ưng nhất. Như các bạn để ý thì năm ngoái mình đã có mua một cái áo kiểu như áo phao như thế này rồi. Nhưng mà cái kiểu đó các bạn để ý, Hàn Quốc nó đi theo trào lưu, đi theo trend rất là nhanh, cho nên là mua được rất là khó. Nhưng mà cũng hên là cái áo này nó vẫn còn hợp mốt cho lắm, cho nên là mình thấy cái áo này cũng khá là ok này các bạn. Và đặc biệt là cái áo này nó rất là dày các bạn ơi.
nó dày, siêu dày luôn các bạn. Cho nên là mình mặc áo này rất là ấm luôn. Và đặc biệt áo này nhìn đẹp. Thế nên nó vào mùa đông mặc những cái đồ này quỷ thì khổ lắm, rất là khổ luôn các bạn. Đấy, áo này nhìn ôi siêu đẹp trai luôn á chị. Không biết tại sao mày mặc mấy cái áo khoác của Hàn Quốc nhìn thấy nó đẹp trai thế nào đó bạn. Tại vì á, cái lông, cái bông nó nằm trong mày nè, nó rất là dày các bạn. Cho nên á, nó giữ ấm cho các bạn nhiều, tốt hơn so với cái áo mùa đen hồi nãy. Và mùa đông thì các bạn nhất định phải sắm một cái như thế này, hoặc là các bạn có thể sắm một cái kiểu như vậy nhưng mà nó dài hơn. Thì cái dài như một như vậy thì mình có một cái rồi, nhưng mà mình chưa có một cái ngắn như vậy. Các bạn nhìn cái áo này các bạn sẽ thấy là trời ơi cái áo đẹp dữ vậy. Có nhiều người chê xấu á, nhưng mà không sao. Cái áo đẹp dữ vậy chắc là mắc lắm ha. Đương nhiên rồi, cái áo này các bạn ơi, giá gốc của cái áo này là khoảng là 270.000 won, là tính ra tiền Việt là khoảng là 7 triệu mấy cho một cái áo như thế này đó các bạn. Nhưng mà đương nhiên rồi, mình không có tiền để mua đồ mà đồ xịn như vậy. Mình canh lúc nó sale, và nó sale nó hẳn xuống hẳn còn 40.000 won các bạn, là khoảng 800.000 cho một cái áo mà xịn đến như vậy. Xịn đến như vậy luôn á, thì các bạn nghĩ coi cái giá đấy hợp lý quá đúng không? Nên đó là lời khuyên của mình cho các bạn á, đó chính là hạn chế đi mua đồ ở những cái chợ ở ngoài đường, những cái shop ở ngoài đường á. Những cái shop như vậy người ta rất rất là ít giảm giá, nên là cách mà các bạn mua đồ đẹp mà rẻ mà đồ hàng hiệu nữa đấy. Cái này cũng là đồ hàng hiệu nhé các bạn, cái hãng gì thì mình không có rành để ý lắm. Nhưng mà lên ra những trung tâm thương mại á, khi mà những cái đợt mà giảm giá được sale được, hoặc là có một cái sự kiện gì đó người ta giảm giá rất rất là nhiều luôn, nên các bạn hãy ra đó và các bạn sắm một cái đồ hàng hiệu xịn cho các bạn, để các bạn mặc vào 2-3 năm sau luôn. Chứ đừng ra ngoài mua những cái đồ ở ngoài chợ, đồ này nọ đấy, thì nó xài được có 1-2 năm là nó bắt đầu bung chỉ đứt keo này nọ đủ thứ rồi. Còn những cái đồ như thế này các bạn yên tâm, các bạn sẽ bảo đảm các bạn xài ít nhất là khoảng 2-3 năm đấy. Và nếu các bạn hỏi là anh ơi cái đồ này á, cái đồ này thì mua đâu, đương nhiên mình không thể nào mà trả lời được cho các bạn hết được đâu. Tại vì mình là cái kiểu như là ăn không ngồi rồi á, cho nên là hay ra những cái ngân thương mại yêu vòng vòng á, coi nó giảm giá cái gì, canh từng ngày để mà sắm đồ về. Nên là các bạn nếu mà muốn mua những cái như vậy thì các bạn nên ra những cái trung tâm thương mại gần nhà các bạn nhất đấy, để các bạn đi dạo và các bạn xem thử nha. Ok, và vlog ngày hôm nay thì mình để muốn chia sẻ cho các bạn nhiều đó kinh nghiệm của mình về cái việc mà đi mua đồ sale ở Hàn Quốc thôi. Hy vọng là cái vlog này sẽ giúp được cho mọi người nhiều nha. Ok, bye bye, tạm biệt mọi người.